Giang Thái và Hoàng Vĩnh. Mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, tàu Cát Linh Hà Đông tại thành phố Hà Nội thời gian qua đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người bởi độ nóng sau 10 năm chờ đợi. Tuy nhiên thì sau gần một tháng đi vào vận hành, có không ít người vẫn còn đang hiểu sai về mục đích sử dụng của phương tiện giao thông công cộng này. Mới đây thì trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về nhóm nam thanh niên cởi trần và đứng trong khoang tàu điện Cát Linh Hà Đông để tạo dáng, chụp ảnh quảng cáo sản phẩm. Nhóm thanh niên này thản nhiên cởi trần, phô diễn hình thể sáu múi và hóa trang 1/2 ông già Noel đầy phản cảm. Sự việc này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và làm nóng các mặt báo những ngày vừa qua. Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập, bình luận trong ít phút tới đây. Nhưng trước hết thì như thường lệ, mời quý khán giả cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đòi nợ cướp tài sản. Chuyên mục nóng trên mặt báo, cởi trần quảng cáo trên tàu Cát Linh, Hà Đông cần lên án và bài trừ mạnh mẽ quảng cáo bẩn. Tại Quảng Nam, nỗ lực kéo khách du lịch đến với phố cổ Hội An. Bị đà điểu tấn công khi đột nhập vào ao cá. Thưa quý vị, liên quan đến đường dây làm giấy xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thì ngày 13 tháng 12, Công an thành phố Phan Thiết cho biết đã khởi tố thêm 3 bị can gồm Nguyễn Phước, 32 tuổi, Võ Duy Tân, Nguyễn Tùng Lâm cùng 29 tuổi. Các bị can trên bị khởi tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra xác định các bị can này đã dùng mẫu giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính giả do bị can Diệp Từ Hiếu, 46 tuổi, làm để in ra sử dụng và cho bạn bè. Trước đó, vào ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đạt, 34 tuổi, và Diệp Từ Hiếu để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 10, Công an thành phố Phan Thiết đã bắt giữ Đạt và Hiếu. Khám xét nơi ở của hai bị can này, công an thu giữ 27 phiếu xét nghiệm test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính giả, mang tên nhiều phòng khám trên địa bàn. Một máy vi tính bên trong có nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả và một máy photocopy phục vụ việc in phiếu xét nghiệm giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Đạt khai nắm bắt nhu cầu của người dân về giấy xét nghiệm nên từ tháng 9 2021 đã nảy sinh ý định làm giả và đặt Diệp Từ Hiếu làm giả 100 giấy xét nghiệm. Sau đó các bị can đã bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng trên một phiếu. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh đã triệt phá một vụ dàn cảnh đòi nợ để cướp tài sản. Theo cơ quan công an thì đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm trong thời điểm cuối năm mà người dân cần lưu ý cảnh giác và đề phòng. Nhận được tin trình báo của một nữ công dân về việc có một nam thanh niên đến nhà gặp để đòi tiền nợ. Mặc dù người phụ nữ này khẳng định không có vay tiền, nhưng nam thanh niên vẫn năng nặc yêu cầu đưa điện thoại di động để kiểm tra. Sau khi xác nhận không có chứng cứ vay tiền, gã thanh niên bất ngờ đấm đá nữ chủ nhà rồi giật điện thoại chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định và tiến hành bắt giữ các đối tượng Lê Ngọc Anh sinh năm 1996, Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1995, cùng ngụ Hải Phòng và Trần Kim Khoa sinh năm 1996, ngụ Bến Tre để điều tra về hành vi gian cảnh cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, như đã đề cập ở đầu chương trình, thì những ngày vừa qua, thông tin về hình ảnh về nhóm người mẫu nam cởi trần khoe thân trên tàu điện Cát Linh, Hà Đông, thành phố Hà Nội để quảng cáo cho nhãn hàng tràn ngập những diễn đàn mạng xã hội. Điểm chung trong cách phản ứng của cộng đồng là sự bức xúc, khó chịu vì sắc thái phản cảm của hành vi trên là điều không cần bàn cãi. Ngày 10 tháng 12, fanpage Vua Nệm đăng tải bài viết với nhiều hình ảnh nam thanh niên cởi trần khoe cơ thể trên tuyến đường sắt Cát Linh, Hà Đông. Những người này mặc trang phục ông già Noel khoe cơ thể phản cảm ngay nơi công cộng. Bên cạnh là những tấm quảng cáo cho thương hiệu Vua Nệm. Trên fanpage của mình, thì Vua Nệm khẳng định đây không phải là lần đầu thương hiệu này dùng hình ảnh những chàng trai sáu múi khoe cơ thể để quảng cáo. Trước đó, vào tháng 11, trên một vài tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện hình ảnh những nam thanh niên cởi trần đạp xe khoe cơ thể, thực hiện roadshow trình diễn quảng cáo trên đường phố. Đặc biệt, từ trang phục đến xe đạp, khẩu trang đều được gắn logo Vua Nệm.
Fanpage của chủ cửa hàng bán lẻ này sau đó đăng tải những hình ảnh phản cảm nói trên và thừa nhận đây là một hoạt động quảng cáo để hưởng ứng ngày hội giảm giá Black Friday. Cả hai lần sử dụng cơ thể của những chàng trai sáu múi để quảng cáo đều nhận được sự quan tâm, bức xúc của cộng đồng mạng. Tài khoản Thanh Thủy bình luận, chưa nói đến mức độ quảng cáo lố lăng của nhãn hàng, những nam thanh niên bất chấp cả lòng tự trọng để bán khỏa thân chụp ảnh nơi công cộng như vậy cần xem lại đạo đức. Những hình ảnh này sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều người xung quanh, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Chúng ta không nên cổ suý cho việc làm này, hy vọng cơ quan pháp luật sớm vào cuộc để loại bỏ hình ảnh phản cảm trên. Tài khoản Anh Tuấn Nguyễn chia sẻ trên Facebook với nội dung phương tiện công cộng là nơi đông người mà ngang nhiên chụp ảnh quảng cáo lố lăng, cần xử lý nghiêm nhãn hàng quảng cáo và cả những thanh niên bất chấp không mặc áo chụp ảnh. Trong khi đó thì tài khoản Vân Anh Nguyễn cho rằng mặc dù loại cơ thể người để quảng cáo ở nơi công cộng là phản cảm, gây phản ứng đối với những người xung quanh. Liệu các khách hàng còn có nên ủng hộ các thương hiệu dùng cách quảng cáo kiểu này? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sử dụng sản phẩm của một doanh nghiệp thiếu văn hóa như vậy. Facebook Ngọc Minh bức xúc, người thì đẹp nhưng mà cần thuê ở nơi khác. Nên nhớ đây là Việt Nam, phong mỹ tục Việt Nam không chấp nhận những điều đó. Nhập khẩu ông Mỹ. Theo thông tin từ báo điện tử CNews, thì lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết, nhóm người này không xin phép đơn vị vận hành mà tự ý thực hiện bộ ảnh. Khi bước lên tàu ở ga Vành Đai Ba, cả nhóm mặc đầy đủ quần áo với trang phục ông già Noel. Sau đó họ cởi áo và đứng dàn hàng chụp ảnh. Lãnh đạo của Hà Nội Metro nói, tao chỉ có một nhân viên trực nên là kịp tràn lâu nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trả lời báo chí sáng ngày 12 tháng 12, ông Đỗ Đình Hồng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết đã nắm được việc nhóm người cởi trần quảng cáo cho một nhãn hàng trên tàu điện Cát Linh Hà Đông. Ngoài thị trường chợ tôi đã chỉ đạo thanh tra sở xử lý nghiêm theo quy định. Khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội nói và cho biết những người này không chỉ cởi trần trên tàu điện mà còn cởi trần đạp xe giữa phố, cởi trần ở nhiều địa điểm công cộng khác với cùng mục đích. Đây là mọi người trên mạng cáo sản phẩm nhiều loại thuốc á. Vâng thưa quý vị, chúng ta thử nghĩ xem, tàu điện Cát Linh Hà Đông mới được đưa vào khai thác, có rất đông người háo hức để sử dụng dịch vụ, từ người già, trẻ nhỏ đi cùng bố mẹ đến các thành niên, và họ sẽ cảm thấy nóng mặt, khổ sở như thế nào khi mà không gian chung của phương tiện giao thông công cộng này trở thành nơi lộn áo, phanh ngực, khoe cơ thể nhằm mục đích đầy sôi thịt là quảng cáo cho một nhãn hàng. Vậy thì những cái đầu nảy ra ý tưởng quảng cáo truyền thông xấu xí nói trên có mừng tượng trước ra sắc thái phản cảm đó hay không? Và Hoàng Vĩnh tôi đây tin là có. Vâng, thật khó để nói rằng không. Khi cả số đông dư luận đang bày tỏ sự phản đối như vậy, mà những người làm nghề truyền thông, giao tiếp xã hội lại không dự đoán ra. Thế tại sao họ vẫn làm? Chỉ có thể giải thích rằng đó là sự đánh đổi bất chấp để nổi tiếng theo cách xấu xí. Một thứ tư duy truyền thông bận cần phải bị lên án và bài trừ mạnh mẽ. Vậy nhưng không có bất kỳ sự lý giải nào phù hợp khi mà một nhãn hàng sẵn sàng đánh đổi bất chấp, gạt bỏ mọi tư duy và sắc thái văn minh, giá trị tự tế trong việc truyền thông của họ như cách mà nhãn hàng kia đã làm với màn khoe thân xấu xí nói trên. Đó là lúc họ bỏ đi mọi ý thức trách nhiệm xã hội về giá trị văn minh tự tế để đạt mục tiêu bằng mọi giá, một kiểu tư duy truyền thông vô trách nhiệm. Vâng thưa quý vị, có thể nói là sau cơn đại dịch, người ta không cảm thấy cần những giá trị mang tính thỏa mãn thị giác. Chính vì thế thì lựa chọn sai lầm trong chiến dịch quảng cáo giữa thời điểm Covid-19 đầy nhạy cảm có thể là một đòn giáng đau đớn trong sự phát triển của doanh nghiệp. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội, dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Đồng Nai, đến nay thì trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.000 trường hợp tử vong do Covid-19, trong đó thì có 25 người tử vong trong quá trình cách ly theo dõi tại nhà. Các trường hợp mắc COVID-19 tử vong tại nhà là người lớn tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm vaccine. Hiện Đồng Nai cho phép người mắc COVID-19 theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng đối với những người trẻ tuổi, mắc bệnh nhẹ. Với người lớn tuổi, người có bệnh nền, khi nhiễm COVID-19 cần lập tức đưa đến cơ sở y tế để được chăm sóc điều trị. Để giảm số ca tử vong do COVID-19, Đồng Nai kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thuốc kháng virus cho tỉnh. Đẩy mạnh rà soát đảm bảo tất cả người dân trong độ tuổi đều được tiêm đủ 2 liều vaccine, hỗ trợ y tế đối với người bệnh theo dõi tại nhà, đồng thời tăng cường nhân lực cho tầng 2, tầng 3 của tháp điều trị. Thưa quý vị, xác định các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm là nơi có nguy cơ cao về lây lan dịch COVID-19. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ giải pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm và không đứt gãy chuỗi sản xuất. Phản ánh của cộng tác viên chương trình tại Thừa Thiên Huế.
Sau gần một tháng phải đóng cửa vì chùm ca bệnh COVID-19, đến nay, cơ sở giết mổ gia cầm tập trung tại Bãi Dâu thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Thủy sản Huế, đóng tại phường Phú Hậu, thành phố Huế đã hoạt động trở lại. Nhằm tránh tái diễn ổ dịch dưới những hệ lụy đáng tiếc như trước đó, những ngày này, ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đã phối hợp với cơ sở tăng cường, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý, phòng và chống dịch COVID-19. Công ty thực hiện đúng quy tắc 5K và quẹt mã QR tất cả mọi người vào trạm dịch vụ gia súc. Những ai ở những vùng khác thì chúng tôi xem xét lại về vấn đề xét nghiệm PCR, và vùng đỏ thì chúng tôi không cho vào. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 30 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, trong đó có 5 cơ sở quy mô giết mổ lớn, từ 100 đến 500 con trên một ngày. Cùng với việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn gia súc, các cơ sở giết mổ trên địa bàn đã triển khai và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm vận hành tốt chuỗi cung ứng thực phẩm trên địa bàn. Dự kiến những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu về thịt gia súc gia cầm sẽ tăng mạnh. Tại các cơ sở giết mổ lớn hàng ngày sẽ có hàng trăm người làm việc và tiểu thương có mặt, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương các phường xã và các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến nay thì đã gần một tháng mở cửa các điểm tham quan, di tích. Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, lượng khách vẫn còn hết sức hạn chế. Tuy nhiên thì những sự kiện vẫn được tổ chức thường niên, hàng quán trong khu phố cổ dần mở cửa. Điều này cho thấy nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc làm ấm hoạt động du lịch để luôn sẵn sàng chào đón du khách. Sân khấu dân ca bài chòi bên bờ sông Hoài, thành phố Hội An. Đêm ca nhạc ấn tượng với chủ đề Về Hội An nghe hát bài chòi. Không khí đêm phố cũ rộn ràng đã rất lâu rồi, nay mới quay trở lại. Những ngày tới đây, một chuỗi các sự kiện cũng sẽ được diễn ra nhân dịp Noel và chào đón năm mới. Chúng tôi cũng đang xây dựng các cái chương trình để chuẩn bị cho tổ chức các cái sự kiện lễ hội đèn lồng cũng như là sự kiện chào năm mới năm 2022. Hy vọng là với một cái niềm tin mới, với một cái khí thế mới thì chúng ta sẽ chào đón một năm mới với một cái tâm thế là du lịch Hội An sẵn sàng là quảng bá các cái hình ảnh của mình đến với bạn bè khắp nơi. Cùng với những nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc xây dựng các chương trình để thu hút du khách, người dân cũng đang chung tay tạo luồng sinh khí cho phố cổ với việc dần mở cửa hàng quán. Thực tế, sau khi mở cửa du lịch với sự kiện đón đoàn khách quốc tế đầu tiên, lượng khách đến với Hội An vẫn hết sức khiêm tốn. Trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, thì khách ngoại tỉnh và đặc biệt là khách quốc tế chưa phải là dòng khách mà Hội An có thể kỳ vọng. Do đó, chính quyền thành phố cũng đã xây dựng phương án phát huy nội lực với cuộc vận động người Hội An đi du lịch Hội An. Trước hết là chúng tôi sẽ làm một cái chương trình, một cái cuộc vận động, một chiến dịch. Nó được cả cái diện rộng và cái bề sau đó là người Hội An đi du lịch Hội An. Và chúng tôi dự kiến là trong cái Tết du lịch này sẽ mở màn ở đó để đón chào năm du lịch quốc gia của Việt Nam mà được tổ chức tại Quảng Nam. Mà Hội An là một trong những cái điểm trung tâm để với hơn 40 cái sự kiện của cái năm du lịch ở đây. Thì mình khởi đầu là chúng tôi dự kiến là sẽ là khai mạc hoặc là chính thức là kích hoạt cái chương trình người Hội An đi du lịch Hội An. Dịch bệnh đã kéo dài gần 2 năm qua, cũng như nhiều địa phương, Hội An đã trải qua những lần mở cửa rồi lại đóng cửa du lịch. Tuy nhiên lần này, với độ tiêm phủ vaccine cũng như kinh nghiệm khoanh vùng, xử lý khi có ca mắc COVID-19, thành phố Hội An quyết tâm không để đứt gãy hoạt động du lịch mà thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới. Và bây giờ là phần tin thế giới với những đoạn clip gây chú ý. Đầu tiên là vụ việc một xe máy bị mắc kẹt giữa đường ray làm hai mẹ con suýt bị tàu tông trúng. Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng được camera giám sát ghi lại khiến nhiều người xem thót tim. Một đoạn clip được ghi lại mới đây tại một đoạn đường ray ở Lumajang, Ranggisi, tỉnh Đông Java của Indonesia. Cụ thể, một người phụ nữ chở theo hai con nhỏ đang cố gắng điều khiển chiếc xe máy của mình băng qua một đường ray tàu hỏa. Tuy nhiên, do chiếc xe quá nặng nên đã bị mắc kẹt ở giữa đường ray. Khi nhìn sang bên phải và thấy đoàn tàu đang lao tới, cậu con trai nhỏ đã lập tức bỏ chạy.
Trong khi đó thì cô con gái lớn và mẹ vẫn ở lại để giải cứu chiếc xe máy. Tuy nhiên chiếc xe vẫn bị mắc kẹt bên trong lớp sỏi và buộc họ phải bỏ lại nó để chạy ra xa trước khi bị tàu tông trúng. Hậu quả là chiếc xe máy bị đoàn tàu kéo lê trên đường ray rồi tông văng vào bụi cây ngay gần đó. May mắn là hai mẹ con không bị thương, chiếc xe máy đã bị hư hỏng nặng. Cũng tại Indonesia, mưa lớn trên đảo Lampos đã khiến hai ngôi nhà bị cuốn trôi và phá hủy, khiến người dân chỉ bất lực đứng nhìn. Sau đây là khoảnh khắc hai ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi trong chớp mắt. Trong clip, hai ngôi nhà đang lần lượt bị kéo xuống dòng nước lũ. Khi trôi đến một cây cầu hẹp, toàn bộ ngôi nhà đã bị xé toạc chỉ trong phút chốc. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, nhiều người không khỏi sợ hãi, xót xa. Được biết, trong những ngày gần đây ở Indonesia có lượng mưa rất lớn, lũ lụt kinh hoàng và một số vụ sạt lở đất xảy ra. Hàng trăm ngôi nhà bị sập nặng, khiến cho nhiều người dân phải bơi đến nơi an toàn. Trong đoạn clip tiếp theo sau đây, một người đàn ông bị đà điểu tấn công tới tấp khi mà phát hiện ông ta đột nhập vào ao cá. Toàn bộ diễn biến sự việc bi hài này đã được camera giám sát ghi lại. Sự việc xảy ra mới đây tại thành phố Diêm Thành của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong đoạn clip thì một người đàn ông đang bị một con đà điểu tấn công ngay bên cạnh một ao cá. Người đàn ông đã nhặt lấy một cây gậy để cố gắng bảo vệ mình, nhưng sau đó vẫn bị con vật đập ngã xuống đất. Theo ông Sơn, chủ ao cá cho biết, con đà điểu đã sống chung với ông khoảng 3 năm nay và nó luôn xua đuổi những người lạ ra khỏi ao cá. Vì người đàn ông đã phá hàng rào để đột nhập vào ao cá của ông Sơn, nên con đà điểu đã tấn công ông ta. Ngay sau khi thoát khỏi sự tấn công của con vật to lớn, người đàn ông đã lập tức rời đi. Liên tục chương trình, chuyên mục cà phê không đường, trạm trộn bê tông, đua nhau bức tử sông Hồng. Nam thanh niên vào đền trộm tiền công đức để chơi game. Chuyên mục chuyện ngày mới, thắp lửa yêu thương, cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Thưa quý vị, như 24 giờ chuyển động đã phản ánh trong các số trước đây, trạm trộn bê tông không phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở địa bàn khu dân cư. Không chỉ vậy, trạm trộn bê tông trái phép còn mọc lên với mật độ dày đặc tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Thanh Trì, Lĩnh Nam, Yên Sở, Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và xã Đông Dương, huyện Gia Lâm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ngày đêm bức tử sông Hồng. Chính quyền địa phương nói gì về vụ việc này? Phản ánh của cộng tác viên chương trình tại Hà Nội. Những trạm trộn bê tông mọc lên sừng sững bên bờ sông Hồng khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là cụm công nghiệp sản xuất bê tông tươi phục vụ nhu cầu xây dựng của Hà Nội. Thế nhưng thực tế không phải như vậy, bởi nó được xây dựng trái phép trên hành lang thoát lũ và xả thải thẳng xuống sông Hồng và khu vực dân cư xung quanh. Các anh quay đâu nhá, bảo quay về công phường. Và đây là cái anh khỏi đất nhà em đi. Nếu mà anh có phường anh ra đây thì anh bảo em. Còn đất này là bên em thuê. Đấy, bây giờ mùa gió bắc này nó mới thổi vào làng, chứ còn mùa lồm thì nó cứ bay lên kia thì nó không sao, nhưng mùa bắc này kinh khủng. Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hoàng Mai, toàn bộ khu vực bờ sông của địa bàn 4 phường Thanh Trì, Lĩnh Nam, Yên Sở, Trần Phú có đến 15 trạm trộn bê tông hoạt động. Tất cả các trạm trộn bê tông này đều vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng, không được cấp phép xây dựng và đều đã bị các ngành chức năng thành phố Hà Nội ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động. Bởi vì đã không đủ đầy đủ với đất thì nó không, những cái khác thì khó. Đã không đủ đầy đủ với đất thì đương nhiên những cái khác, tức là đất gọi như là giấy phép mẹ. Còn sau cái giấy phép mẹ là có những cái giấy phép con, thì cái mẹ không được thì nôm na hiểu mẹ không được thì con cũng không được. Ví dụ như thế. Nghĩa là không có cái gì? Không có cái gì. Còn ở ngay bên kia sông Hồng, thuộc địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, tình trạng ô nhiễm khói bụi cũng diễn ra nghiêm trọng khi mà các trạm trộn bê tông trái phép được mọc lên với quy mô ngày càng lớn hơn. Riêng về cái bụi ảnh hưởng tới hoa màu thì chúng tôi cũng đã làm việc và yêu cầu, tức là đối với công ty là phải chịu trách nhiệm đảm bảo cái việc chống bụi, thực hiện các cái quy trình áp dụng về chống bụi bảo vệ môi trường. Sông Hồng đang ngày đêm nhận chất thải độc hại từ những trạm trộn bê tông. Khi xuống dòng nước, những chất độc hại này sẽ phá hủy môi trường sinh thái, đầu độc nguồn nước sinh hoạt của hàng triệu người dân dưới hạ lưu sông Hồng. Được biết, ngày 12 tháng 7 năm 2016,
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo các ngành chức năng ra soát tổng thể tổ chức đang hoạt động bãi đất bồi ven sông Hồng trên địa bàn quận Hoàng Mai, tổng hợp đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cho thuê đất theo quy định và theo thẩm quyền đối với các trường hợp đủ điều kiện. Các trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo có phương án di chuyển, xử lý theo quy định pháp luật nếu cố tình không thực hiện. Thế nhưng đã 6 năm qua, việc ra soát vẫn dậm chân tại chỗ và các trạm trộn bê tông vẫn hoạt động trái phép và gây ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề hơn. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 13 tháng 12, trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Ngô Thời Nhiệm, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, người dân phát hiện một xe ô tô di chuyển trên đường với tốc độ cao, kéo theo một xe máy dưới gầm đang bốc cháy, làm nhiều người xem hoảng loạn. Mời quý vị theo dõi diễn biến vụ việc ngay sau đây. Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô 7 chỗ do một người đàn ông điều khiển di chuyển với tốc độ cao trên đường Nguyễn Trung Trực hướng từ Rạch Giá đi Rạch Sỏi, kéo lê một xe máy đang bốc cháy. Nhiều người dân đã đuổi theo đến đoạn công ty cổ phần thủy sản Kiên Giang Kishimex thì chiếc xe máy bị trớt lại bên vệ đường, cháy một phần và vỡ nát. Chiếc xe ô tô tiếp tục di chuyển với tốc độ cao đến khu vực ấp Hòa Phước, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành mới dừng lại. Tại hiện trường, trên chiếc xe ô tô 7 chỗ có 3 người và một trẻ em, xe bị đập vỡ nát phần kính sau, đèn hậu và trầy xước xung quanh. Người đàn ông điều khiển xe ô tô cho biết chiếc xe di chuyển từ khu vực cống kênh cục thì bất ngờ bị một nhóm người rượt đuổi tấn công. Do hoảng loạn nên tài xế đã đạp ga bỏ chạy và va chạm với xe máy đang chặn trước đầu xe. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được bắt nguồn từ mối quan hệ ngoài xã hội. Tiếp tục là cụm tin nóng mà chương trình ghi nhận trong 24 giờ qua. Nghi do mâu thuẫn tình ái, Đoàn Thanh Tuấn, 50 tuổi và Võ Viết Đạt, 41 tuổi, là nhà sư quyền trụ trì chùa Dương Lệ Đông ở tỉnh Quảng Trị đã sát hại bà Lê Thị Hà, 49 tuổi, rồi vứt xác xuống sông Thạch Hãn. Ngày 13 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tạm giữ hai đối tượng này để điều tra. Thưa quý vị, do thiếu tiền tiêu xài và mua thẻ chơi game nên là Trần Đăng Quang, sinh năm 2003, đã đến đền Hội Thiện ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trộm tiền trong hòm công đức. Quang bốc 15 chiếc phong bì trộm được có tổng số tiền là 3,8 triệu đồng và tiêu xài hết. Ngày 13 tháng 12, Công an huyện Đô Lương cho biết đã khởi tố Quang. Cũng trong ngày 13 tháng 12, nhiều người dân xung quanh căn nhà 2 tầng tại phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một cô gái không mặc quần la hét, nhảy múa trên nóc căn nhà. Cô gái này còn dọa sẽ nhảy lầu nên người dân báo cảnh sát. Nhận tin báo thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường giải cứu cô gái này. Thưa quý vị, những ngày này khi cả nước đang phải căng mình chống dịch Covid-19, chúng ta luôn bắt gặp những câu chuyện ấm lòng, mang đầy yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong dịch bệnh. Mỗi tổ chức cá nhân làm theo cách riêng của mình, nhưng đều có điểm chung là cùng hướng về những người gặp khó khăn, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Vâng ạ, tất cả đều chung một ý chí và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 để cuộc sống được trở lại bình thường. Và chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi hành trình với nhiều cảm xúc khó quên với đầy ắp tình yêu thương trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Hoang mang rồi sợ hãi, đó là tâm lý của nhiều người khi nhiễm Covid-19. Có lẽ trong khoảng thời gian đầy khó khăn ấy, người ta cần lắm những lời chia sẻ, động viên để tâm lý được vững vàng hơn, để chiến đấu với dịch bệnh. Chị Dương Thị Thanh Nga cũng chẳng nhớ nổi mình đã gọi bao nhiêu cú điện thoại hay nhắn bao nhiêu tin nhắn với bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm, thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh để có cho mình những hướng dẫn điều trị Covid-19. Theo dõi các video của bác Khanh, bác cái hướng dẫn là đầu tiên bác cái trấn an về tinh thần, bác cũng nói rõ về các cái vấn đề của Covid mình sẽ trải qua những giai đoạn như thế nào và giai đoạn từ 7 đến 10 ngày sẽ gặp những triệu chứng gì, và sau đó thì mình cũng một phần cũng yên tâm bởi vì bác đã nói là đã nếu như mà gia đình nhà mình đã chích 2 mũi rồi á thì gia đình hoàn toàn là yên tâm bởi vì là cái biến chứng cũng như là cái tỷ lệ tử vong nó rất là thấp. Thì bác cũng nói hướng dẫn là xong này, rồi tinh thần thực sự là phải là bình tĩnh hoặc là lạc quan, không được hoang mang, bởi vì khi mà hoang mang như vậy á là mình rối, là mình không biết làm cái gì thì làm cho cái bệnh của mình cảm giác như là cái bệnh về tinh thần nó càng nặng hơn. Còn đây là bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, người đã thực hiện rất nhiều video để hướng dẫn cho người bệnh
và như một địa chỉ để tư vấn cho người dân về những thông tin cần biết về dịch bệnh COVID-19. Có những thời điểm, điện thoại của bác sĩ nhận hơn 500 cuộc điện thoại từ người dân khắp mọi miền. Nhiều người gọi đây là vị bác sĩ giao niềm tin trong tâm dịch. Có nghĩa là khi mà Mỹ và châu Âu á, bị gánh nặng tử vong á, là tôi tìm hết rồi. Tôi tìm hết tất cả những phương pháp của họ, tôi đọc hết là cái này nó khả năng chuyện gì xảy ra. Thì mình mới soạn ra những cái hướng dẫn đơn giản, những cái câu hướng dẫn đơn giản thành những cái hình á, để cho dân họ thực hiện. Cái lần đầu tiên á, mà tôi được nhắn một cái tin mà tôi vui nhất á, đó là cái tin nhắn là bác sĩ ơi, nhờ bác sĩ mà nhà con 9 người thoát nạn. Tình người lan tỏa trong khó khăn, đó là những điều dễ thấy trong thời gian vừa qua, khi thành phố Hồ Chí Minh phải gồng mình chống dịch. Từ lương thực, thực phẩm đến bình oxy, tất cả đều miễn phí. Có thể nói, hành trình nhân ái của nhiều tấm lòng trên cả nước trong cuộc chiến chống COVID-19 cứ thế mà dài thêm. Mình nghĩ là trong cái thời mà không dịch bệnh, đó, mình có thể là mặc đồ vest, mình đến văn phòng mình làm, mình có đủ điều kiện để mình làm việc đó. Nhưng mà nếu lúc dịch á, thì các cái câu chuyện mà liên quan đến địa vị trong xã hội nó không có ý nghĩa nữa. Mà cái ý nghĩa của mình ở đây là mình làm được cái gì cho cộng đồng, mình làm được cái gì cho một người hoặc là hai người hoặc là ba người, nhưng mà mình cảm nhận được cái niềm hạnh phúc mình mang đến cho họ. Khoảng thời gian khó khăn đã qua đi, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Thanh Vân ở quận Gò Vấp sẽ nhớ mãi những tấm lòng đã giúp đỡ họ. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm, anh Hiệp nói là thì sẽ điều cho em một cái bình oxy đến. Thì khoảng 11 giờ đêm thì có anh chở cái bình oxy đến đầu ngõ cho mình. Và mình dùng xe mình vận chuyển vào nhà. Thì cũng là rất là may là có được sự hỗ trợ của các anh ấy. Thật ấm lòng biết bao, khi ở những thời điểm căng thẳng của dịch bệnh, người nghèo, người gặp khó khăn nhận được tình cảm yêu thương, sự đồng hành của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Với cái mức độ ảnh hưởng rất nặng nề của dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải gồng mình lên lo cho cái an sinh của người dân. Và rõ ràng rằng với một cái đô thị lớn như này thì trong ngày 1, ngày 2 không thể đảm bảo lo hết được cho tất cả mọi người. Chính vì thế mà sự chung tay của các cá nhân, các tập thể, rồi chung tay của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị để mà làm sao đảm bảo cho người dân không thiếu ăn đến bữa. Đấy là vừa là yêu cầu về nhiệm vụ chính trị nhưng cũng là lương tâm của những người cán bộ. Có thể nói, càng làm nhiều việc ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều tập thể, cá nhân trong cuộc chiến với giặc COVID-19, hành trình chia sẻ yêu thương như càng thêm sức sống, thêm động lực cho những người thực hiện. Mọi sự hỗ trợ đến với người dân trong lúc khó khăn đều thật sự ý nghĩa. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức xây dựng cái nghị quyết 68 về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch. Thì trong cái nghị quyết 68 này thì quy định rất nhiều các cái nhóm đối tượng để mà nhận hỗ trợ. Thì đối với người lao động, ngoài người lao động, người sử dụng lao động ra, thì đối với chính sách 12 ấy, của nghị quyết 68 thì hỗ trợ cái người lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Thế rồi nhóm chính sách 6 thì chúng ta hỗ trợ cả F0, F1 mà. Rồi hỗ trợ trẻ em, rất nhiều chính sách rất hay. Chúng tôi cho rằng là trong cái đợt dịch vừa qua thì các chính sách an sinh xã hội của chính phủ là phủ rất rộng và đảm bảo được cơ bản đời sống cho người dân. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những hoạt động đầy ý nghĩa nhằm chia sẻ yêu thương, lan tỏa yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống chặt dịch COVID-19 như một liều thuốc bổ, góp phần thắp lên ngọn lửa niềm tin và sức mạnh đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày.
Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.